Thưa quý vị, phải chuẩn bị kỹ các phương án nếu áp dụng biện pháp cách ly mạnh hơn, đồng thời tiếp tục truy vết, điều chỉnh hướng xét nghiệm để bóc hết F0 khỏi cộng đồng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương vào chiều tối qua ngày 12 tháng 8. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, qua một số ca mắc COVID-19 gần đây, nhất là chuỗi lây nhiễm mới tại chợ đầu mối Hòa Cường, cho thấy nguy cơ dịch vẫn tiềm ẩn nhiều trong cộng đồng. Vì vậy, phải thực hiện mạnh mẽ các biện pháp để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố xây dựng kế hoạch xét nghiệm riêng, khắc phục bất cập trong lấy mẫu lâu nay. Trong đó, nghiên cứu xét nghiệm dựa trên số lượng cấp giấy đi đường và công dân đang làm việc để đánh giá dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các ngành địa phương xây dựng chặt chẽ quy trình 5 bước cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, bao gồm hàng hóa từ bên ngoài vào thành phố, nhà cung ứng tổng, việc vận chuyển đến quận huyện, phường xã, từ phường xã đến khu dân cư và từ khu dân cư đến người dân. Các đồng chí phải lưu ý cho cái việc khả năng đáp ứng cho các cái đối tượng khu dân cư. Mà lần này nó thay đổi một cách nó căn bản, đó là các ông chí thấy rằng nó ở một cái tầm là cho khoảng độ 1,2 triệu dân, chứ không phải là chỉ cho 100,000 dân như là ở Sơn Trà. Đối tượng yếu thế là những người nghèo, những người khó khăn, công nhân, thì đây là cái nhóm đối tượng mà chúng ta cần phải quan tâm và suy nghĩ các cái biện pháp để làm sao đảm bảo cho họ trong cái thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh lưu ý dịch bệnh hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Nếu tình hình không sớm cải thiện và số ca bệnh tăng lên, thì thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn trên tinh thần đã giãn cách thì không đi đâu, mọi người phải ở nhà, trường hợp nào ra khỏi nhà sẽ bị xử lý nghiêm. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng tốc truy vết, tập trung xét nghiệm theo đối tượng ưu tiên. Tập trung công tác xét nghiệm tại những khu ta phát hiện F0. Mà nguy cơ vẫn cao là rơi vào cái chỗ cảng cá Thọ Quang vẫn là chưa quét sạch. Chính nó là lây lan rất là nhiều. Bây giờ phát sinh theo ổ mới là chỗ chợ đầu mối. Đề nghị các quận huyện chúng ta tiếp tục rà soát, thông báo trong nhân dân để xem tự nhiên ai đã từng đi qua những khu vực này thì khai báo như trước đây ta làm ở Thọ Quang, đừng để bỏ sót một trường hợp nào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương quán triệt thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Nếu triển khai áp dụng biện pháp mạnh, mỗi tổ dân phố cần nghiên cứu thành lập một đội cung ứng đảm bảo lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân. Ngành y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm và điều trị. Ngoài ra, các đơn vị địa phương rà soát, lập danh sách để cấp thẻ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch khi thành phố triển khai thực hiện biện pháp mạnh. Với các trường hợp làm nhiệm vụ không liên quan đến công tác phòng chống dịch, các cơ quan đơn vị yêu cầu ở nhà và tham gia tích cực cùng với khu dân cư trong việc theo dõi, giám sát và cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân.